Du Thiên gây tranh cãi khi tuyên bố là anh em tốt với Đường Nhuệ, khoe sống quân tử sống chất. Trong khi cả xã hội lên án về những việc làm sai trái của Đường Nhuệ, Du Thiên vẫn một lòng sát son, khẳng định đây chính là người anh em tốt của mình. Đáng chú ý, con trai của đại ca đất Thái Bình cũng vào để lại bình luận. Sau những tội ác đã gây ra, giang hồ Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ giờ phải lãnh bản án nghiêm khắc 22 năm tù. Thời còn hô mưa gọi gió tại Thái Bình, Đường Nhuệ mượn bóng đại gia bất động sản để gây sức ép đấu giá đất, ăn chặn tiền mai táng. Tất cả đều được giải quyết bằng tiền và vũ lực. Sau những vi vụ trót lọt, Đường Nhuệ lại tận hưởng cuộc sống sang chảnh như vua chúa. Ở biệt thự, đi siêu xe, tiền chất thành núi. Đặc biệt, giang hồ sinh năm 1997 cũng là người rất yêu nghệ thuật. Những buổi tiệc của mình đều chi hàng tỷ đồng để mời ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn như Quang Hà, Nhật Kim Anh, Quang Tèo, Vũ Duy Khánh. Mới đây, kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam vừa thực hiện phóng sự về Đường Nhuệ và bà xã trong trại giam. Không còn cảnh cơm bưng nước rót, đàn em hầu hạ xung quanh, Đường Nhuệ gửi lời ăn năn xấu hổ về những việc làm đã gây ra. Giang hồ gốc Thái Bình bày tỏ, nếu như có cơ hội hoàn lương sẽ đưa vợ con rời khỏi Việt Nam, sống một cuộc sống không ai biết đến. Tuy nhiên, những lời nói muộn màng này vẫn chưa xoa dịu được sự phẫn nộ trong lòng dư luận. Thậm chí nhiều người còn cho rằng 22 năm là mức án còn khá nhẹ. Giữa dư luận chỉ trích, ca sĩ Du Thiên lại gây tranh cãi khi lên tiếng bảo vệ đàn anh. Trên trang cá nhân của mình, giọng ca Lệ Cay chia sẻ, bản thân mình là người sống quân tử, sống tốt nên không ngại nói ra những điều trên. Dù tương lai có như thế nào thì cả hai vẫn mãi là anh em tốt. Hai bài hát Muôn Kiếp Là anh em cây khế, em viết tặng anh thì đều vận vào anh cả. Nhiều anh em quay lưng với anh, nhưng với anh vẫn mãi là người anh. Trước đây, bây giờ, sau này vẫn luôn là như vậy. Cuộc sống ai cũng có lúc mắc sai lầm, đối diện chấp nhận và cố gắng cải tạo thật tốt để sớm về với gia đình anh nhé. Những người sống quân tử, sống chất, sống đẹp, đàng hoàng, họ không bao giờ ngại hay sợ phải nói ra những điều mà không phải ai cũng dám nói. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Du Thiên khẳng định. Ngay lập tức, ý kiến của Du Thiên đã vấp phải sự chỉ trích từ khán giả. Đa phần đều cho rằng nam ca sĩ hám phem, cố tình lợi dụng sự việc để câu like. Nhiều người nhấn mạnh, Du Thiên là người của công chúng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hành động công khai bảo vệ chẳng khác nào cổ suý cho những việc làm sai trái của Đường Nhuệ trước đây. Điều này sẽ góp phần gây lệch lạc tư tưởng, nhất là với trẻ em thời 4.0 hiện nay. Đáng chú ý, con trai cả Đường Nhuệ phía dưới cũng để lại bình luận đồng tình với Du Thiên. Thiếu gia Đường Khang xác nhận, cháu là con của bố Đường. Từ ngày bố mẹ cháu bị bắt, Du Thiên vẫn thường xuyên quan tâm hỏi thăm đến bố mẹ cháu và chúng cháu. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Du Thiên ra mặt bên vực giang hồ xứ Thái Bình. Thời điểm mới bị bắt, trong khi các nghệ sĩ chọn cách né tránh để bức thị phi, thì Du Thiên vẫn dành nhiều lời khó cánh cho Đường Nhuệ. Tất cả đã có pháp luật, sai đến đâu pháp luật xử lý đến đó. Anh Đường là anh của tôi, nhưng tôi không bao giờ cổ suý cũng như biện minh cho những cái sai của anh ấy. Tuy nhiên đã trân trọng nhau và gọi nhau là anh em, thì suốt đời này anh vẫn là anh của tôi. Không bao giờ có chuyện anh ấy dính vào vòng lao lý mà tôi quay lưng với anh em của mình. Trước Du Thiên, Quang Hà cũng có phát ngôn gây tranh cãi khi khẳng định vẫn xem Đường Nhuệ là anh em. Thậm chí, quản lý Quang Hà cho biết, vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cũng chỉ là khán giả của Quang Hà từ trước đến nay. Bây giờ họ bị bắt thì vẫn là khán giả của mình. Mọi người hỏi tôi thì tôi vẫn trả lời thế thôi, tôi không thể từ chối được. Thực ra là có quan hệ chơi với nhau, nhưng họ làm ăn như thế nào thì thật sự chúng tôi không biết. Tất cả những dự án của Quang Hà thì đều có anh chị đó ủng hộ bằng tinh thần, bằng tài trợ, nhưng không nhiều. Nhưng năm nào Quang Hà cũng hát cho vợ chồng họ. Bây giờ trường hợp nó đã như vậy thì không thể nào mình nói không có được. Tôi cũng không muốn lên tiếng về vấn đề này, nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật là chúng tôi có quan hệ với anh chị từ lâu nay rồi. Tuy nhiên họ làm gì thì chúng tôi không biết.